Người phụ nữ này đang vội vàng quay trở về trong đêm như có ai đó đang truy đuổi. Chắc chắn rồi, cô đã mang theo một vết thương đang rỉ máu ở ngay bên cạnh. Thời điểm này cô chỉ có thể tự mình xử lý vết thương đó. Và người phụ nữ này không ai khác chính là một nữ trùm mai thúy trong tương lai có tên Griselda. Sau khi bình tĩnh lại, Griselda đã gọi cho người bạn của mình là Carmen để thông báo rằng cô đang chạy trốn và sẽ tới lánh tạm nhà của Carmen tại Miami. Trời còn chưa kịp sáng, Griselda đã dẫn 3 người con của mình lên đường. 3 người con trai của cô có tên lần lượt sẽ là Dickson, Uber và OJ. Trên đường đi, Griselda cũng cho biết cô sắp ly hôn với người chồng hiện tại là Alberto. Dù vậy thì đám trẻ chẳng bận tâm vì đây đã là người chồng thứ 2 của mẹ chúng rồi. Rất nhanh thôi họ đã tới nhà của người bạn Cameron. Chỉ có một căn phòng trống khá nhỏ cho 4 mẹ con họ. Nhưng thực sự đây đã là lựa chọn tốt nhất thời điểm hiện tại rồi. Tại cuộc trò chuyện riêng giữa hai người, Griselda cũng bày tỏ cô muốn Cameron tìm cho một công việc. Và để bắt đầu thì Cameron cũng đã đề nghị cô đến đại lý vé máy bay của mình để học hỏi. Tối đó khi trở về cô đã tìm lại một cân mai thúy mang theo. Thế là hôm sau cô đã gọi cho người bạn đang ở Colombia là Arturo. Ông cho biết người của chồng thứ 2 Alberto của Griselda đang săn lùng cô ấy. Rõ ràng việc cô phải chạy trốn đến Miami là liên quan đến hắn ta. Griselda cũng cho biết dự định của cô là sẽ bắt đầu làm ăn lại ở Miami. Tại bữa trưa Griselda đã nhìn thấy một anh chàng phục vụ cũng đến từ Colombia. Hãy nhớ anh chàng này vì diễn biến tiếp theo của bộ phim sẽ không thể thiếu anh ấy. Tối đó tại một tụ điểm ăn chơi, Griselda đã cố tình va chạm với một người đàn ông. Thế là cô đã thành công BAT chuyện với anh chàng, đồng thời là giới thiệu hàng từ cân mai thúy mang theo phổ biến cho anh ta. Trong cuộc trò chuyện Griselda biết được ông chủ của Johnny là Amilcar, một chùm mai thúy nổi tiếng ở Miami này. Thời điểm này Johnny cũng nhận thấy hàng của Griselda vô cùng cao cấp, anh ta cũng đã đề nghị mua thử hàng từ cô ấy. Để khả thi hơn anh đã đưa Griselda đến gặp trực tiếp Amilcar. Nhưng ông ta là người làm ăn lớn nên chỉ với một cân của Griselda thì có cao cấp đến mấy cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Nhưng khi ra ngoài Johnny đã bám theo vì cho rằng Griselda đã làm cô mất mặt trước ông chủ, thế là anh ta đã đe dọa để lấy không cân mai thúy của cô. Vậy là bước khởi nghiệp đầu tiên của cô ở đây đã thất bại hoàn toàn. Trở lại nhà trong tuyệt vọng Griselda nhớ lại nguyên nhân của cuộc chạy trốn. Hóa ra chồng thứ 2 Alberto của cô đã làm mất hàng tại New York, vì thế anh trai hắn là Fernando đã ngừng cung cấp hàng. Để chiều lòng anh trai mình thì hắn đã mang Griselda tới nhà riêng. Hóa ra Fernando vẫn luôn thích cô nên Alberto muốn bán vợ mình trong một đêm. Nghe những lời này Griselda vô cùng sốc trước thái độ của chồng mình. Tại sao một người đàn ông lại có thể bán vợ mình cho anh trai để xóa nợ cơ chứ? Nhưng vì sự an toàn của 3 đứa con thì cô đã cắn răng đi vào dinh thự của Fernando. Trở về sau khi ô nhục Griselda đã tuyên bố trước Alberto rằng cô sẽ rời khỏi đây. Thời điểm này hắn cũng lộ rõ bản chất cầm thú của mình. Trong sự tức giận Griselda đã bắn hẹo Alberto vào tay vệ sĩ. Đó là lý do cô bị bắn trượt qua hông và vội vàng chạy về nhà riêng. Hôm sau Griselda vẫn tiếp tục bám theo Johnny. Lúc này hắn đang mang mai thúy cho một vài khách hàng kiểm tra chất lượng. Đến khi hắn quay lại xe muốn bán cân hàng đó thì Griselda đã cầm gậy bóng chày tấn công. Cô đã đe dọa Johnny phải cho cô gặp tên mua hàng này, bằng không cô sẽ báo cáo hành động lén lút của Johnny cho Amilcar. Nhưng sau đó hắn đã tìm tới tận nơi làm việc của Griselda và nói trước mặt Carmen rằng cô ấy đang bán mai thúy. Nghe vậy cô ấy đã rất tức giận yêu cầu Griselda rời khỏi nhà mình. Griselda cũng bày tỏ cô chỉ muốn kiếm một chút tiền cho chỗ ở mới. Bởi Carmen cũng đã từng làm công việc này và suýt mất mạng vì nó, thế nên cô không muốn liên quan gì đến mai thúy nữa. Thế là Griselda cũng chấp nhận dọn khỏi nhà cô ấy vào ngày hôm sau. Sau đó Griselda đã tìm tới gặp anh chàng nhân viên của quán ăn có tên là Chucho, mục đích là thuê anh làm vệ sĩ cho mình. Nhiệm vụ của anh ấy là chỉ cần đứng toát lên sự nguy hiểm là được. Tối hôm đó hai người đã tìm tới điểm gặp mặt gã mua hàng mà Johnny đã sắp xếp. Rất nhanh Griselda đã gặp được gã có tên là Eddie. Sự táo bạo trong cách nói chuyện của Griselda khiến hắn tỏ ra vô cùng thích thú. Bước tiếp theo là đem cân hàng của cô ra và số tiền Eddie phải trả cho cân hàng này là 20.000 đô. Nhưng trong khi hai người đang ăn mừng thì có một tiếng động ở bên ngoài. Cánh cửa mở ra là một tay sát thủ xông vào xả đạn điên cuồng. Dù bị bắn trúng nhưng hắn vẫn cứng rắn đứng tiêu diệt hết đám người bên trong cho tới khi chỉ còn Griselda. Nhưng khi hắn định hành động thì Chucho đã kịp thời xuất hiện. Lúc này gã cấp dưới của Amilcar xuất hiện lấy mất cân hàng trên bàn rồi rời đi. Griselda may mắn không bị nhắm đến, cô thậm chí còn tìm tới gặp Amilcar và cảm ơn việc ông ta vừa làm. Tại đây cô một lần nữa thuyết phục ông thử mai thúy của mình, chắc chắn cả hai họ có thể hợp tác và kiếm bộn tiền. Dù xác nhận đó là hàng xịn nhưng Amilcar cho biết ông ta đã có nguồn cung của mình rồi. Tuy nhiên Griselda thấy ông vừa chiếm địa bàn của Eddie thì chắc chắn phải cần nhiều hàng hơn nữa. Cuối cùng thì Amilcar cũng đồng ý cho cô một cơ hội. Từ giờ đến tháng sau chỉ cần mang tới gấp đôi số hàng này thì cô sẽ là nhà cung cấp mới của ông ta. Tại Colombia, Fernando đang cử cấp dưới là Dario đi truy lùng Griselda. Tất nhiên mục đích là để trả thù cho em trai của mình. Trong khi đó cô đang ở sân bay Miami chào đón người bạn thân Isabel. Ngoài ra còn có ông bạn cô từng liên lạc trước đó Arturo, đồng thời là một vài cô gái được họ mang tới đây để bắt đầu làm ăn kinh doanh. Sự xuất hiện của những cô gái lập tức thu hút sự chú ý của hai cậu con trai lớn. Thì ra những cô gái này chính là cách thức vận chuyển hàng mới của Griselda. Cách thức của họ chính là nhét những bịch mai thúy vào trong áo rú. Tổng số hàng hiện có của họ là 10 cân mai thúy. Khi đã có đủ số lượng, Griselda và Arturo đã tìm tới chỗ của Amilcar, nhưng ông ta bất ngờ nói không mua hàng của cô nữa, vì người cung cấp hiện tại của ông là Papo đang ngồi ở đây. Điều này khiến Griselda thực sự tức giận, vì phải vất vả lắm cô mới có thể vận chuyển 10 cân hàng tới được đây. Nhưng rõ ràng chẳng thể làm gì Amilcar nên cô chỉ có thể rời khỏi đây. Nhìn những cô gái nằm vất vưởng chờ đợi được thanh toán càng khiến Griselda sốt ruột hơn. Một vài thành viên đã đề nghị trở về tiếp tục kiếm tiền trước, nhưng bạn thân của Griselda và Isabel vẫn thuyết phục họ chờ thêm một chút nữa. Tối đó Griselda đã được Isabel dẫn đến một bữa tiệc để giảm bớt sự căng thẳng. Ngay khi trở về cô đã có một quyết định là họ sẽ cần thêm nhiều hàng hơn nữa. Về phí lấy hàng thì không cần phải lo vì họ sẽ lấy từ một người tên German. Chắc chắn khi hắn ta biết được kế hoạch sắp tới của cô thì sẽ tham gia với họ. Kế hoạch hiện tại của Griselda chính là nhắm vào những tay chơi người da trắng. Vì họ giàu và có mọi thứ nên sẽ là một thị trường khổng lồ mà vẫn chưa ai đụng đến. Đầu tiên các cô gái sẽ có nhiệm vụ khiến những vị khách hàng này nếm thử mai thúy của họ. Qua đó những con nghiện chắc chắn sẽ tìm đến người cung cấp chính là Griselda. Nhưng hành động này đã khiến đối thủ của cô là gã Papo để mắt tới. Hắn nhận thấy kế hoạch của cô là để những cô gái phân phát cho người da trắng nếm thử mai thúy của họ. Tuy nhiên Amilcar cho rằng Griselda chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi, thế nên ông ta không hề muốn nhúng tay vào chuyện này. Lúc này Griselda đã có cuộc gặp mặt với German, hai bên đã có cuộc trò chuyện tại một quán bar, nơi mà Griselda cảm thấy khá buồn tẻ nếu mọi người chỉ vài loại đồ uống. Để xóa tan bầu không khí này cô tin rằng họ cần phải nếm thử bài thuốc tinh thần. Nói đến đây Griselda cũng đi vào vấn đề chính là cần mai thúy từ German, cô muốn xây dựng một thị trường hoàn toàn mới ở đây. Nhưng khi nói về số lượng cô cần là 100 cân thì German đã cười lớn, bởi vì hắn không thể nào chỉ tin vào lời nói của một người phụ nữ được. Thế là Griselda cũng đã cho hắn xem kế hoạch bí mật của mình, cô chỉ cần một đêm để chứng minh việc hợp tác cả hai là đúng đắn. Lúc này ngoài sân bay thì Dario và Fernando đã tìm tới Miami, chắc chắn sắp tới Griselda sẽ phải đối mặt với cuộc săn lùng của chúng. Phía bên này đội của Griselda đã tìm tới một bữa tiệc trên du thuyền, tại đây họ bắt đầu kế hoạch phân phát mai thúy cho những người da trắng có mặt tại đây. Trong khi đó cô ấy và German sẽ ngồi quan sát tình hình tiếp theo sẽ xảy ra. Rất nhanh Arturo đã thông báo rằng họ đã bán được 3 cân hàng, nhưng lúc này bên ngoài bỗng nhiên xảy ra chuyện. Hóa ra tên Papo đã tìm tới đây và bắt đầu tấn công Chucho. Tiếp theo là nổ súng đe dọa những người có mặt ở đây không được mua hàng từ Griselda. Cô lập tức đe dọa hắn những người ở đây đều là quan chức có quyền thế, nếu hành động dại dột như hắn chỉ có thể tự bóp nghẹt đường sống của mình mà thôi. Rõ ràng Amilcar không xuất hiện ở đây là ông ta đã rất khôn ngoan không muốn gây chuyện. Đúng lúc này German cũng đã xuất hiện nói mình là đối tác của Griselda, cộng thêm những lời phản đối của những vị khách thì Papo đã phải cay đắng rời khỏi đây. Thời điểm này German cũng chấp nhận cung cấp cho Griselda 100 cân hàng mỗi tuần. Cuối cùng cả hai cũng đã đạt được sự hợp tác đầu tiên, đây cũng là điểm đánh dấu thành công của một nữ trùm mai thúy trong tương lai. Sau tiệc tùng các cô gái sẽ trở về cho kế hoạch vận chuyển hàng sắp tới. Thậm chí trời chưa kịp sáng Griselda còn gọi cho Carmen để thông báo về kế hoạch của mình đã thành công. Tất nhiên ý định của cuộc gọi là muốn cô ấy cùng gia nhập phi vụ làm ăn, bằng cách là Carmen sẽ cung cấp thêm nhiều vé máy bay nữa cho các cô gái vận chuyển hàng, vì Griselda không muốn số tiền vé đó phải rơi vào tay của người khác. Rõ ràng đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi, dù gì đại lý vé máy bay của Carmen cũng đang ế khách nên cô đã đồng ý. Nhưng khi Griselda vừa về tới nhà đã đối mặt phải một rắc rối mới, đó là Fernando và Dario đã tìm tới tận căn phòng của cô. Rõ ràng đám trừ không hề biết mục đích chuyến thăm này của chúng. Thời điểm này Fernando còn muốn Griselda phải nói ra lý do thật sự của cuộc bỏ trốn. Vì không thể mở lời nên hắn đã tuyên bố Griselda là kẻ sát nhân lấy mạng chồng mình. Thậm chí Fernando còn mang Griselda sang phòng riêng để cưỡng bức. Nghe những tiếng la hét đám trẻ đã tấn công Dario, rồi người anh cả Dickson đã chạy ra với một khẩu súng nhắm bắn tới Fernando. Nhưng chưa kịp bóp cò thì Dario đã quay lại khống chế lấy cậu ấy. Không ngờ vào lúc này anh ta thực sự đã nổ súng bắn hạ tên cặn bã trước mặt. Có lẽ những hành động đê tiện của hắn đã khiến Dario không thể nào chấp nhận được. Sau chuyện này Griselda cũng không quên nói lời cảm ơn của mình. Cứ thế 3 tháng đã trôi qua một cách nhanh chóng. Hôm đó một huấn luyện viên quần vợt tên Danny đã bị người của Papo tấn công. Hiện tại Griselda đã có nhà mới và những cô gái làm cho cô cũng được cưng chiều bằng những trang sức đắt tiền. Ngoài ra cô cũng không quên mua một con cá rô báo cho cậu con trai út OJ. Tuy nhiên nó chẳng làm cậu ấy vui lên kể từ khi vụ Fernando hẹo trong nhà nghỉ ngày hôm đó. Lúc này Dario đã làm việc cho Griselda, thanh niên Anh vừa bị tẩn cũng đã tìm tới đây. Danny nói hiện tại rất nhiều người đấu đá nhau kể cả Amilcar, chúng thường xuyên tấn công những khách hàng của Griselda. Vì thế cô đành phải cử Dario dẫn anh chàng an toàn trở về. Sau đó Griselda được Arturo thông báo có một người tên Rafa muốn gặp cô và German để bàn chuyện. Có vẻ người này muốn mua lại địa bàn làm ăn mới của cô. Trước những rắc rối gần đây Griselda đã nghĩ sẽ thực hiện điều gì đó. Và chuyện thanh trừng những người mua hàng đã đến tai cảnh sát. Qua lời khai của nhân chứng thì nữ thành tra Jun đã phần nào đoán ra kẻ sát nhân là Amilcar. Phía bên Griselda thì cô đã tìm tới Bahamas. Lý do của chuyến thăm này chính là gặp gã Rafa. Đầu tiên hắn dẫn nhóm của Griselda tới kho hàng của mình, đồng thời là tự nhận hắn chính là nhà cung cấp lớn nhất Colombia. Cách thức vận chuyển của Rafa là thả xuống vịnh cùng máy định vị và vớt hàng lên. Qua đó hắn có thể vận chuyển 2 chuyến mỗi ngày và hàng trăm cân mỗi tuần. Vì vậy việc vận chuyển bằng áo lót của Griselda rõ ràng không thể hiệu quả bằng. Tại nhà riêng, Rafa cũng nói rõ ý định của mình. Hắn muốn mở rộng địa bàn và hy vọng Griselda nhường địa bàn cho mình. Cái giá hắn đưa ra chính là 15 triệu đô. Tuy nhiên Griselda đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị này. Trên đường trở về, German tỏ ra khá lo lắng vì Rafa sẽ chiếm hết địa bàn của Miami bằng số mai thúy của hắn. Tuy nhiên Griselda đã nói cái giá Rafa muốn mua lại thị trường của họ chẳng đáng là gì, vì họ chắc chắn sẽ còn kiếm được nhiều hơn như thế. Griselda còn tuyên bố 25% số tiền cô kiếm được sẽ là của German. Sau đó cô đã tập hợp những tay buôn lớn nhỏ tại Miami lại để công khai về sự chiếm lĩnh thị trường sắp tới của Rafa. Tuy nhiên vì đã có thành kiến từ trước với Griselda nên Papo chẳng thèm đồng ý. Hắn cho rằng Griselda chỉ đang cố gắng thuyết phục mọi người để làm việc cho cô mà thôi. Cứ thế tất cả đã rời đi mặc cho sự cảnh báo của Griselda. Vì thế cô quyết định đi theo tay sai của Amilcar để gặp mặt ông ta. Trên đường đi cấp dưới, Amilcar cũng cho biết hiện tại ông ta đang bị cảnh sát theo dõi. Vì thế bán lại thị trường cho Rafa là lối thoát duy nhất. Cho dù Griselda có thuyết phục thế nào thì Amilcar cũng chỉ muốn bán thị trường của mình. Biết ông ta gặp khó khăn vì còn một nhân chứng trong vụ ám sát. Thế là Griselda đã chơi lớn, nói cô sẽ trừ khử nhân chứng đó cho ông ta. Cô hy vọng chuyện này thành công thì Amilcar sẽ gia nhập liên minh của mình. Trở về, cô đã giao nhiệm vụ trừ khử nhân chứng cho Dario. Rất nhanh anh ta cùng với Chucho đã tìm tới địa điểm, nhưng khi thấy anh ta còn có một vợ và con nhỏ thì cả hai vô cùng do dự. Thế là Dario đã quyết định thả họ bỏ trốn khỏi đây. Tuy nhiên khi hỏi ý kiến của Griselda thì cô vẫn lệnh cho hành động. Dù đã xong việc nhưng tâm trạng của Dario và Chucho đều không thể cảm thấy thoải mái được. Ngay khi trời sáng, cảnh sát đã nhận được thông báo về vụ thảm sát. Vợ chồng gia đình nhân chứng đều đã mất mạng. Chỉ có đứa trẻ mấy tháng tuổi vẫn còn sống sót. Phía bên Griselda thì khi nhận được tin tức, Amilcar cũng đã gia nhập liên minh với cô. Nhưng điều bất ngờ là phía cảnh sát đã tìm thấy dấu vân tay của Amilcar tại nhà nhân chứng bị sát hại. Chẳng mấy chốc cảnh sát đã bao vây ông ta khi đang di chuyển trên đường. Dù vậy cấp dưới Rivi và ông vẫn nổ súng chống trả. Qua đó cả hai đã tách nhau ra bỏ chạy theo hai hướng. Thanh tra Jun là người bám sát theo sau Amilcar. Phía Griselda khi đến quán bar để ăn mừng thì cảm thấy khá kỳ lạ khi Amilcar vẫn chưa tới. Và không xa thì tên Rafa đã tìm tới đây rồi. Lúc này German cũng nói rằng ông ta đã bị cảnh sát tóm được. Phía cảnh sát đã có bằng chứng khác để có thể bắt giữ Amilcar. Hiện tại Papo đã nhân cơ hội chiếm địa bàn của Amilcar và không muốn liên minh với Griselda nữa. Thậm chí lúc này hắn đã thỏa thuận với Rafa rồi. Điều tồi tệ hơn là German bây giờ cũng đã đi theo phe của hắn. Nghe những lời này Griselda đã rất tức giận, muốn nói chuyện với Rafa. Nhưng tất nhiên hắn chẳng bận tâm đến những gì cô nói nữa. Sau đó gia đình Griselda sẽ tạm lánh tại gia đình của anh chàng tên Rigo. Tại đây cô sẽ bắt đầu quá trình giành lại thị trường của mình. Dario đã bám theo German tại một quán rượu, sau đó xông vào trừ khử tất cả mọi người ở đây một cách bất ngờ. Trong khi đó Rigo đã đặt bom tại nhà của tên Papo. Ngay khi vụ nổ diễn ra thì anh ta cùng Chucho nhanh chóng lái xe rời đi. Tin tức về hai vụ tấn công đã lập tức đến tai của gã Rafa. Rõ ràng hắn cũng biết người đứng sau chuyện này là ai. Ngay lập tức hắn đã phải hẹn một cuộc gặp với Griselda. Hắn nói rằng Papo thực ra vẫn chưa hẹo mà còn đang quản lý thành phố này. Cái xác bị bom đánh hẹo trong nhà thực ra là cha của Papo, và khi hắn còn sống thì tất nhiên hắn đang lên kế hoạch trả thù Griselda rồi. Tại nhà cũ thì Rigo và cô bạn thân Isabel của cô đang ở đó, và lúc này đám đàn em của Papo đã tìm tới đây rồi. Khi Dario tìm tới nơi thì mọi thứ đã chìm trong biển lửa, rõ ràng chẳng còn một ai sống sót nữa. Hôm sau Griselda nhận được cuộc gọi từ cấp dưới Amilcar là Rivi. Anh ta đã chạy thoát được sự truy đuổi của cảnh sát vào ngày hôm đó. Rivi cũng tuyên bố nếu cô cần giúp đỡ thì chỉ cần gọi cho anh ta. Sau đó mẹ của Rigo nhận được thông tin về cái chết của con trai cũng đã tìm tới. Bà cũng hiểu việc dấn thân vào con đường này thì sẽ có ngày phải mất mạng. Vì thế bà không hề trách việc Rigo đã làm việc cho Griselda. Được biết Rigo còn có rất nhiều anh em ở Cuba. Vì thế cô đã đề nghị mẹ của Rigo đưa những anh em đó tới đây để cùng nhau trả thù cho anh ấy. Hôm sau Griselda đã bắt đầu bằng việc tấn công những tay sát thủ của Papo. Nhưng khi kề dao vào tên cuối cùng thì hắn đã luôn miệng cầu xin tha mạng. Nhưng vừa mở lời cảm ơn thì Griselda đã cầm súng lên kết liễu hắn. Ngay sau đó cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Những vụ tấn công liên tiếp này khiến cảnh sát cũng khó mà theo kịp. Nhưng họ đã tìm thấy một nhân chứng là ông già sống gần đó. Dù xác nhận có 3 kẻ tới đây nhưng ông lại không thể nhìn rõ mặt của họ. Và một trong 3 người là một người phụ nữ. Lúc này những anh em của Rigo đã có mặt tại ngôi nhà an toàn của Griselda. Vì có cùng mục tiêu nên họ dễ dàng đạt được sự đồng thuận về hợp tác. Kế hoạch sắp tới của Griselda là tấn công các kiện hàng của Rafa. Không chỉ có hắn mà còn tấn công cả Papo và những tay buôn của hắn ta. Hôm sau khi đang vận chuyển thì những quả bom xăng đã ném thẳng vào kho hàng của Rafa, đồng thời chuyến xe đang vận chuyển cũng bị tấn công bất ngờ, đám tay sai vớt hàng trên biển cũng đã bị trừ khử. Rất nhanh thôi thì người của Griselda đã mang một lượng hàng rất lớn trở về nhà an toàn, hai tên Rafa và Papo thì đang loay hoay không biết giải quyết tình hình hiện tại ra sao. Trong khi đó, thanh tra Jun và cộng sự Daya đang lần theo manh mối, họ đã suy luận ra người đứng sau mọi chuyện chắc hẳn là một người phụ nữ. Cho đến khi hỏi một thanh niên trong quán bar thì đã xác nhận được cái tên là Griselda. Trong khi đó, Rafa đang vô cùng bất lực, thế là hắn đã phải gọi cho Griselda để xin lại số hàng mà cô lấy được, qua đó hắn sẽ tự nguyện trả lại thị trường của cô ấy như trước. Thậm chí lúc này tên Papo cũng muốn nhượng bộ để chấm dứt tất cả chuyện này. Sau khi Rafa trả lại địa bàn thì Griselda vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi nhận lời khuyên từ Rivi thì cô đã quyết định đốt toàn bộ số hàng của Rafa thu được trước đó. Bởi mục tiêu của cô là sẽ không dừng lại cho tới khi chúng quỳ gối trước mặt. Ngày hôm sau khi đang ở sân bay thì người anh họ của Rigo đã tìm tới thanh toán hắn ta. Chẳng mấy chốc tin tức về cái chết của hắn đã được đưa trên bản tin. Đồng thời Rafa cũng nhận được món quà là một thanh kiếm sắc bén. Ngay sau đó là cuộc gọi của Griselda về việc cô vừa làm. Lúc này cô cũng nói mục đích hiện tại là cô sẽ kiểm soát toàn bộ thành phố, chứ không phải chỉ là một góc của thị trường này nữa. Tại đồn cảnh sát thì Migulito đã bị tóm, nhưng anh ta cảm thấy rất hài lòng khi đã trả thù được cho em họ Rigo của mình, và bằng sự trung thành của mình thì anh sẽ không nói một lời nào về Griselda. Bên này cô ấy đang có cuộc gặp gỡ với cấp trên của Rafa là Fabio. Thời điểm này hắn cũng đồng ý đề nghị việc kiểm soát thành phố của Griselda. Mọi hoạt động của chúng tại Miami đều sẽ phải thông qua cô ấy, nhưng vừa dứt lời thì gã Rafa đã nổ súng lấy mạng Arturo. Đó là cái giá của cuộc thỏa thuận này. Cứ thế 3 năm trôi qua, Griselda đã nắm quyền kiểm soát mọi băng đảng tại Miami, cả buôn lậu và phân phối một lượng lớn mai thúy cho cả Hoa Kỳ. Sự thành công này đến từ sự hỗ trợ của một tay sai số 1 là Rivi và đội quân của anh ta. Hiện tại thanh tra Jun đã tìm ra các điểm nhà kho của Griselda. Họ sẽ tiến hành giám sát mọi hoạt động của cô ấy thông qua những nhà kho này. Lý do Jun không thảo luận với sở cảnh sát ở Miami để triệt phá đường dây buôn bán mai thúy này là vì cả sở cảnh sát ở đó đều đã bị Griselda mua chuộc. Hiện tại thế lực cô ấy đang ngày càng lớn mạnh hơn. Hôm đó Rafa đã giới thiệu một người tên John cho cô ấy. Được biết hắn ta có rất nhiều mối quan hệ ở Nam Florida và thứ mà hắn giỏi nhất chính là chuyển hàng. Tuy nhiên Griselda lại không muốn một kẻ như hắn cung cấp ý tưởng kinh doanh của mình. Việc kinh doanh của Griselda hiện đã có thêm sự tham gia của hai con trai lớn. Lúc này Griselda nhận được báo cáo từ Rivi rằng việc kinh doanh của họ đang bị cảnh sát nắm đến ngày một sát sao hơn. Phải có kẻ đã cung cấp thông tin cho họ. Theo Rivi thì có thể một vài kẻ từng gây rắc rối với cảnh sát và mua hàng từ đối thủ. Thế là anh ta đã được nhận nhiệm vụ trừ khử những kẻ đó. Ngay lập tức cảnh sát đã nhận được thông tin 8 án mạng xảy ra chỉ trong một tuần. Động thái này họ cũng nhận ra Griselda đang tìm kẻ chỉ điểm thông tin cho cảnh sát. Tuy vậy họ vẫn chẳng có bằng chứng về những việc mà Griselda đã làm. Thế là Jun đề nghị họ sẽ tấn công một trong những kho hàng của Griselda để cô tưởng rằng kẻ chỉ điểm vẫn còn sống, nhưng đổi lại những cái kho khác chắc chắn sẽ bị Griselda đổi vị trí. Dù vậy phía cảnh sát vẫn quyết định thử để cô ấy tạo ra sơ hở. Lúc này một bữa tiệc sinh nhật của Dario đã được tổ chức tại biệt thự Griselda. Cô cũng tuyên bố hiện tại Dario đã chính thức là chồng của cô. Ngoài khẩu súng bằng vàng tặng riêng cho Dario thì Griselda còn hào sảng tặng những dây chuyền vàng cho những ông chủ phân phối. Cứ thế một bữa tiệc đốt tiền của Griselda đã được diễn ra. Đang vui thì Rivi đã tới báo cáo rắc rối mới. Đó là một nhà kho đã bị cảnh sát tấn công và hiện tại Griselda thực sự tin rằng kẻ chỉ điểm vẫn còn sống, hoặc có lẽ là còn một tên tình báo khác nữa. Nhưng Dario vô cùng nhạy bén đã nhận ra cảnh sát chỉ đang cố làm Griselda dối trí mà thôi. Vì thế Rivi sẽ đi tìm hiểu thêm thông tin từ những cảnh sát mà họ đã mua chuộc. Trở lại bữa tiệc, Griselda đã tìm một số thông tin từ người vợ của Rafa có tên là Mata. Cô ta chính là em họ của Fabio. Qua đó cô được biết gã John bị cô từ chối hợp tác vừa rồi đã liên lạc với ông ta. Vì thế Griselda cho rằng gã đó có thể cung cấp tin tức việc kinh doanh của cô cho cảnh sát. Tất nhiên là Rivi và Dario cho rằng điều này là không thể xảy ra. Nhưng vì chơi đồ quá nhiều mà tâm lý của Griselda đang không được ổn định. Thậm chí cô còn tự hỏi liệu Dario có phải kẻ chỉ điểm không. Rồi thấy hành động của Cameron thì cô cũng bắt đầu nghi ngờ. Đến cả việc Chucho không đến bữa tiệc thì cô cũng cho rằng anh ta là kẻ chỉ điểm. Tối đó Uber cảm thấy bữa tiệc này đang dần trở nên quá trớn, vì người anh cả Dickson cũng đang chìm sâu vào mai thúy quá nhiều. Cậu cho rằng anh ấy đang học mọi thói quen xấu từ Griselda. Nghe những lời này cô đã trở nên tức giận cho rằng cậu là kẻ vô ơn, vì mọi việc cô làm đều chỉ là để cái gia đình này tốt hơn mà thôi. Thấy vậy Uber cũng không muốn đôi co với cô ấy nữa. Phía Carmen vừa trở về nhà thì thanh tra Jun đã tìm tới đây. Hóa ra nhà kho mà phía cảnh sát tấn công là do Carmen đứng tên. Thế là Jun đã bắt đầu đe dọa việc bao che của cô sẽ phải ở tò rất lâu. Nhưng thái độ của Carmen vô cùng cứng rắn khi không cung cấp thông tin gì. Sau đó cô đã quay lại đề nghị Griselda nên mang cả gia đình rời khỏi đây, và cho biết cảnh sát đã tới tiệm cận cô ấy. Nhưng điều này khiến Griselda lập tức thay đổi cảm xúc, bởi cô nghĩ rằng Carmen chính là kẻ chỉ điểm cho cảnh sát. Mặc dù Carmen liên tục nói rằng cô không phải là kẻ phản bội, nhưng Griselda vẫn điên cuồng tấn công muốn lấy mạng bằng được cô ấy. May mà có Dario xuất hiện kịp thời ngăn chuyện điên rồ này lại, vì Griselda đang dần mất kiểm soát nên anh đã phải yêu cầu cô ngồi xuống bình tâm trở lại. Anh cũng đề nghị cô nên dừng lại mọi chuyện, thu gom hết đống tiền và rời khỏi đây cùng với gia đình của mình. Tuy nhiên Griselda vẫn cố chấp ở lại và yêu cầu Dario hãy rời khỏi đây. Lúc này tại một quán bar, một tên tiếp cận bạn gái của Dickson nên anh ta đã nổ súng. Ngay lập tức cảnh sát đã đuổi theo buộc anh phải cầu cứu Chucho. Nhưng vì còn vợ con nhỏ nên anh không muốn rắc rối mang lại này. Kết quả Chucho đã tung một nắm đấm tới Dickson đuổi cậu ta khỏi đây. Ngay lập tức Dickson đã về chơi trò mách mẹ, thậm chí còn nói rằng Chucho muốn giao anh ta cho cảnh sát. Thế là Griselda đã ra lệnh cho Rivi lấy mạng Chucho vì càng tin rằng anh ta là kẻ chỉ điểm. Tuy nhiên động thái này của cô khiến Rivi không thể chấp nhận được. Anh tin rằng Griselda chỉ đang sợ hãi mà thôi, nhưng trước sự tức giận mù quáng của Griselda thì Rivi đành thực hiện mệnh lệnh. Ngay khi trời sáng anh ta đã tìm thấy Chucho, nhưng anh ta đã kịp thời phản ứng nên đã có thể bỏ chạy. Tuy nhiên loạt đạn của Rivi đã vô tình bắt trúng cậu con trai của anh ấy. Xem tin tức trên TV, Griselda mới hoàn toàn đứng hình. Cameron cũng đã tìm đến đồn cảnh sát để quyết định vạch trần mọi chuyện. Thời điểm Griselda tấn công cô thì chẳng còn tình bạn gì nữa. Trong khi đó, Griselda đang không ngừng tự trách bản thân đã gây ra cái chết cho con trai của Chucho. Tuy nhiên Mata vẫn luôn thuyết phục cô nên chơi đồ để giải tỏa tâm lý của mình. Kết quả cô ta đã bị sốc mai thúy ngã đập đầu xuống bàn. Khi Rivi vào kiểm tra thì Mata đã hẹo rồi. Nhưng chắc chắn Rafa và Fabio sẽ không tin chuyện cô ấy mất mạng là vì chơi quá liều. Mọi chuyện còn tệ hơn khi Rivi đã thấy Carmen bước tới đồn cảnh sát. Hiện tại tất cả tài khoản của Griselda đã được cảnh sát tìm thấy. Với những chuyện liên tiếp xảy ra thì việc hợp tác của Griselda và Fabio chắc chắn sẽ chấm dứt từ đây. Trước khi rời đi, Griselda đã để mắt tới số mai thúy. Cô sẽ đem xác của Mata đi cùng chúng để Rafa nghĩ rằng cô ấy trôm hàng bỏ trốn. Chưa kịp rời đi thì Rafa đã tìm tới đây. May mắn Rivi và Griselda đã kịp mang xác của Mata đi ra sau vườn. Ngay khi trở về, Griselda đã yêu cầu các con dọn đồ bỏ trốn. Ngay cả liên hệ với Dario thì anh ấy cũng không đứng ra giúp đỡ nữa, bởi trước đó chính Griselda đã đuổi anh ấy đi. Hiện tại Dario đã dẫn cậu con trai của họ sẵn sàng rời khỏi Miami. Phía bên Rafa thì hắn cũng đã tìm ra xác của Mata. Tất nhiên là hắn cho rằng Griselda đã gây ra cái chết của cô ấy, vậy là một cuộc săn lùng đã được bắt đầu. Và nếu ai cung cấp tin tức đầu tiên cho hắn sẽ có thể nhận thưởng 1 triệu đô. Trong khi đó Griselda đang đưa gia đình ẩn náu tại một khu trọ. Rivi sẽ thực hiện nhiệm vụ bán số mai thúy đó từng chút một để không đánh động người của Rafa. Khi có đủ tiền thì họ sẽ đến một nơi an toàn hơn. Nhưng khi Rivi vừa bán xong mẻ hàng đầu tiên thì hắn đã nhận được thông tin cô ấy đang ở Los Angeles. Lập tức người của Rivi đã báo cáo hành động của Rafa. Anh đã thực hiện một cuộc gọi cuối cùng cho Griselda. Sau khi cúp máy, Griselda đã kiếm cớ để 3 đứa con trai nhanh chóng rời đi gặp Rivi. Sau đó cô đã gọi cho cảnh sát để họ tới đây bắt chính mình, bởi vì đây chính là cách duy nhất có thể bảo toàn mạng sống cô trước cuộc săn lùng của Rafa. Và khi hắn tìm tới thì đã không thể làm gì Griselda nữa, nhưng với những bằng chứng ít ỏi thì phía cảnh sát chỉ có thể buộc tội Griselda ngồi tù trong 13 năm. Thế là Jun đã nhắm đến người đang bảo vệ những đứa con của Griselda, chắc chắn khi làm việc cho cô ấy thì Rivi cũng không thể thoát tội rồi. Cộng với thông báo là anh ta đang bắt cóc OJ, không mất nhiều thời gian thì Rivi đã bị tóm. Trong 1 phút trò chuyện, Rivi đã khẳng định các con của Griselda vẫn an toàn và đang trên đường tới Chicago. Bên ngoài, Dario đang ẩn náu tại nhà mẹ của mình. Hôm đó có tiếng động đã thu hút anh bước ra khỏi nhà. Đến khi quay lại thì cậu con trai đã bị ai đó bắt đi rồi. Đến khi anh đuổi theo cũng đã bị chúng bắn hạ. Hóa ra đó chính là việc làm được sắp xếp bởi Griselda. Ngay sau đó 4 người con trai đã tới nhà tò thăm cô ấy. Chẳng mấy chốc 7 năm đã trôi qua, thanh tra Jun cũng đã từ bỏ sự nghiệp cảnh sát của mình. Trước khi rời đi cô đã có cuộc gặp gỡ với Griselda. Hóa ra các con trai của cô ở bên ngoài đã bị tấn công, 3 đứa con trai lớn đều đã bị bắn mất mạng bằng súng, chỉ có cậu con trai út của Griselda và Dario thì vẫn còn sống sót. Hiện tại cậu ta đang sống với bà nội của mình, nhận cú sốc lớn vào thời điểm này khiến Griselda đau đớn không thể diễn tả thành lời. Cô chỉ có thể tưởng tượng ra hình ảnh các con của mình đang vui đùa bên một bãi biển. Vậy là bộ phim tới đây cũng đã kết thúc rồi. Đây là một bộ phim dựa trên sự kiện có thật về nữ trùm mai thúy Colombia. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại cho Bún một đăng ký kênh nhé. Hẹn anh em trong những video mới nhất.